Rồi trước khi mình làm cái công đoạn này thì mình nên đeo cái mắt kính trong vô ha, đeo vô cho nó an toàn mắt. Nhiều khi mình làm sơ sẩy là cái dung dịch xăng phun này nó bay vô mắt thì nó phiền lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này, mình nhận vô cái đầu này, nhận vô cái đầu lọc kim phun này. Đó. Rồi giờ một tay mình nhận, một tay mình chấm vô cái bình này ha, chấm cho nó nhảy đó, nghe tiếng chọc chọc đó. Rồi bắt đầu mình nhận xuống cái tay này, mình nhận xuống cái bình đó. Thì nó phun ra như vậy là coi như là phun tia ra như vậy là ok ha. Rồi khi làm mình phun xong rồi thì mình rút cái này ra, mình thay kim khác vô. Rồi mình thay kim khác vô. Rồi chúng ta có ba kim mà chúng ta làm 3 lần là xong rồi ha. Ba kim thì mình làm 3 lần thôi. Đó, giờ mình cái này còn cái lọc kim phun ở đây nè, mình rút cái đầu này ra mình nhận vô. Rồi mình nắm mình giữ để mình nhận, còn tay này thì mình chấm chấm vô cái bình. Rồi như vậy là coi như mình vệ sinh xong được được ba cái kim phun nha.